ta biết Abaddon có nghĩa là gì? Đây là một cái thiên sứ sa ngã ở đâu? Ở dưới một cái con sông gọi là sông Euphrates. Euphrates là một cái con sông hồi xưa khi mà sáng thế ký Chúa sáng tạo ra có hai con sông, một sông Euphrates, một con sông kia là gì? Tiger. Tyrant. Tyr, đúng rồi, chứ không phải Tiger. Chỉ có bia Tiger thôi. Hai con sông đó Chúa sáng tạo ra, nhưng mà có một con sông Euphrates đang chìm đắm một thiên sứ, hay bao nhiêu thiên sứ? Bốn thiên sứ sa ngã đang trói buộc ra đó. Đây là một khu vực mà ám chỉ đến lời tiên tri trong Kinh Thánh. Sông Euphrates là một tuyến đường cổ xưa nổi tiếng mà đã đang cạn kiệt. Bốn thiên sứ sẽ được thả ra trong nơi giam giữ đó. Đó vừa trên sách Khải Huyền. Thiên sứ thứ sáu thổi kèn, tôi nghe có tiếng từ bốn góc bàn thờ bằng vàng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói với thiên sứ thứ sáu đang cầm kèn rằng, hãy thả bốn thiên sứ đang bị trói tại sông Euphrates ra. Hãy thả, đây là Đức Chúa Trời thả. Đức Chúa Trời thả, chứ không phải nó tự động nó tháo nó xiềng ra. Break every chain, break every chain. Không phải nó nhận dành cho Yeshua, nó break every chain. Đây là Đức Chúa Trời thả nó ra. Bây giờ tại sao Chúa thả thiên sứ ác, tàn ác ra để tiêu diệt chúng con? Sông Euphrates bắt nguồn từ một dãy núi. Đây, đây là một cái dãy núi Taurus. Nó đi ngang qua, chúng thấy Euphrates là Euphrates, Tigris là Tyre, là hai con sông đó đi ngang. Và giường địa đàn nó nằm ngay chỗ cái chữ bát đá đó, vòng vòng chỗ đó đó. Thành ra hồi đó Saddam Hussein sẽ không biết là Adam Eva vậy. Ngay chỗ bát đá, ngay chỗ Iraq là cái vùng đó là vườn Eden. So hai con sông nó nhập vào, chúng ta thấy đi từ bên hướng bên đây, nó chạy qua xuống dưới cái dòng nước dưới đó là Kuwait. So chúng ta nhìn thấy có một điều ở tại vùng đất đó thì nói đến cái sự mất tích của bốn thiên sứ ở trong cái vùng cái con sông đó. So thế thì cái chữ mà hồi nãy tôi đưa là chữ Abaddon. Abaddon có nghĩa là gì? Dựa trên sách Khải Huyền. Vua của chúng ta là sứ giả của vực sâu, có tên trong tiếng Hebrew là Abaddon và trong tiếng Hy Lạp là Apollyon. Cái chữ Abaddon có nghĩa là tiếng Hebrew, Apollyon có nghĩa là tiếng Hy Lạp, nghĩa là gì? Đó là sự tàn ác, giết chóc. Đây là một cái việc mà xảy ra ở vùng Trung Đông. Phần lớn chúng ta biết những cái việc mà xảy ra từ xưa giờ, chúng ta thấy chiến tranh từ đâu? Ở tại Trung Đông. Đây là một cái phía sau của một cái bức ảnh mà chúng ta không biết, một cái thế giới mà chúng ta không nhìn thấy. Chỉ ai khám phá điều này mới thấy được một cái thế giới bên kia chúng ta đang tiềm ẩn ngoài sau lưng đó có những chiến tranh như thế nào. Bởi vì đằng sau cái phía đông, vùng Trung Đông á, chúng ta có thấy khi nào mà yên tĩnh không? Có khi nào mà bom nó không nổ không? Chưa thấy không? Trong cuộc đời tôi là chưa thấy. Cái ở giống như hồi xưa Việt Nam mình biết hồi thời tám ấy thì chúng ta nghe đùng 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 ở Campuchia, nhưng mà giờ không thấy đùng đùng nữa. Nhưng mà ở Trung Đông á là đùng đùng liên tiếp. Mà chúng ta đi Do Thái này, tôi quảng cáo này, nhiều người không sợ đi Do Thái, có người đi Do Thái không sao đâu. Đi Do Thái nhiều khi nó nổ cái đùng trước mặt chúng ta không hay. Bởi vì cái vùng đó là một cái vùng và cái trận chiến mà chúng ta đang phải nhìn thấy, biết được ngoài sau lưng đó là gì. Hoạt động đó ở trong sách Khải Huyền. Đây là một cái dòng sông Euphrates. Đây là hình thật các quý vị. Có một cái hang núi. Hồi xưa nước á, thì nó ngập lên, múc lên trên, ngập lên hết trên trên luôn. Nhưng mà bây giờ á, sau 2000, tôi nhớ là sau Covid khoảng, lúc mà Covid xảy ra đó, thì cái dòng sông người ta khám phá ra nó cạn rất là thấp dưới. Thì nó ra những cái hang động đó. Thì một số người này tin không tin, một số người họ report là nghe một cái tiếng ở trong đó, cái tiếng hú ở trong đó rất nhiều. Giống như một tiếng hú của ma quỷ trong đó. Thì tôi không biết cái việc đó là đúng hay sai, đó là cái nó không có kiểm chứng được. Nhưng mà tôi nói vậy để chúng ta có thể khám phá, tự mình khám phá ra. Thì cái dòng sông đó đó là nói đến bốn thiên sứ mà Đức Chúa Trời đã chôn, có nghĩa là giam cầm nó dưới đó bốn nhiều năm rồi. Bây giờ nó được thả ra. Tại dựa trên Kinh Thánh, nếu mà con sông nó cạn xuống á, thì bốn thiên sứ đó được đi ra. Đó dựa trên sách Khải Huyền. Cho nên sông đã cạn, thiên sứ đã đi ra rồi. Mà thiên sứ này thiên sứ ác, chứ không phải thiên sứ đó có cánh bài bài
Ok. Thiên sứ này là thiên sứ tiêu diệt. So bây giờ giữa cái dòng sông đó thì chúng ta lưu ý. Để ý chỗ này nha. Qua sách Khải Huyền tiếp tục câu 15. Vậy bốn thiên sứ được thả ra, họ đã sẵn sàng cho giờ, ngày, tháng, năm ấy để giết chết 1/3 loài người. Chúng ta hồi hôm trước giết 1/3 loài người ở đâu? Covid phải không? Thiên sứ đó được thả ra và đã giết 1/3 loài người. Có một số người nói là bây giờ đếm thì giờ 7 tỷ dân đến ra cũng còn nhiều lắm á. Chúng ta nên nhớ rằng cái sự chết chóc á, ở những quốc gia như Mỹ họ có thể đếm ra được. Nhưng mà ở Trung Quốc á, họ không có đếm, họ giấu tất cả. Giống như Việt Nam mình hồi đó nói chết cả đống, nhưng mà nói ồ ở Việt Nam chỉ chết có một người à. Cái mà chúng ta ở đây gọi Việt Nam có người chết rồi, có gia đình ai cũng có người chết rồi á. Mà trong khi đó Việt Nam report chỉ có một người chết à. Cho nên mấy cái nước mà cộng sản họ giấu hết trơn đó. Thành ra chúng ta không biết được bao nhiêu người chết, mà vừa trong Kinh Thánh đã 1/3 đã bị giết chết. Ai giết chết? Đây là thiên sứ sa ngã mà đã được thả ra mà giết chết 1/3 lần người. Mà việc này chưa xong. So bây giờ á, chúng ta thấy cái một cái dặm đường của vịnh Ba Tư, cái dòng sông Euphrates. Tôi cho một cái hình tiếp tục để chúng ta thấy. Đây một cái hình y chang cái hình. Chúng ta thấy Euphrates, Tigris, hai cái con sông đó. Nó đi ra mé bên Kuwait. Chúng ta biết Kuwait phải không? Kuwait là một cái vịnh đó rất là nhiều dầu mỏ. Chúng ta thấy cái chữ Abadan. Abadan. Đây là một cái hòn đảo. Nó dài khoảng 42 dặm, chiều rộng khoảng 12 dặm. Đây là một hòn đảo. Ở nơi đó là một nơi lọc dầu chính của Iran. Chỗ đó lọc dầu chính của Iran. Cho nên những cái chiến tranh lúc mà thời 80, lúc thời ông Reagan á, là có những chiến tranh rất là lớn tại ngay chỗ Abadan. Là lúc thời ông Reagan á, thì những cái nơi đó chiến tranh bùng nổ lên. Tại sao có những chiến tranh bùng nổ lên? Cái từ Abadan, tiếng Hebrew á, nguyên âm nó không có vowels. Tiếng Hebrew nó không có vowels, không có nguyên âm. Thành ra cái từ Abadan á, có thể phát âm là Abadan, Abadon. Hồi nãy chúng ta thấy cái hình đầu tiên tôi cho hình đó. Abadon là sự tiêu diệt. Abadan, Abadon, the same sound. Giống như chicken, không phải giống như chicken kitchens, nó không giống vậy. Giống cái âm với nhau, có nghĩa là có thể là ngay tại chỗ đó. Bây giờ thử hỏi ngay chỗ đó có cái gì? Đó có những cái khối đen bay lên, Abadon, dòng sông Euphrates. Thì chúng ta thấy có những thủ lĩnh, vừa trong sách Daniel chúng ta biết có những thủ lĩnh ở đó. Ok, đây là vùng vịnh từ ngoài biển chạy vô. Chúng ta hướng này, chúng ta thấy bên kia là những cái lọc dầu, cái nhọn trắng trắng đó, đó là chỗ lọc dầu chính của Iran. So cái chấm Abadan nó nằm ngay đây, cái chỗ lọc dầu ngay tại đó. Đây là vùng vịnh. So chúng ta thấy, nhắm ngay chỗ đó nghe, chúng ta thấy nha. Ở trong sách Daniel đoạn 10, chúng ta nếu mà đọc trong sách Daniel đoạn 10, thủ lĩnh của các vua Ba Tư đang chiến trận với ai? Michael, làm thiên sứ Michael á. Thì trong sách Khải Huyền cũng nói điều đó, sách Khải Huyền đoạn 12 câu 7 cũng nói điều đó, là đang có một cái thủ lĩnh chiến trận với thiên sứ trưởng của Đức Chúa Trời ở tại vùng đó. Và bây giờ chúng ta không thấy, nhưng mà các thủ lĩnh của Ba Tư nói rất rõ. Trong sách Daniel, nếu mà về đọc, chúng ta đọc Daniel đoạn 10, về đọc nha. Daniel đoạn 10, các thủ lĩnh Ba Tư. Ba Tư là ai? Iran. Các thủ lĩnh Ba Tư đang chiến tranh với thiên sứ Michael, là thiên sứ trưởng. So Daniel nói điều đó, và sách Khải Huyền nói, ở trong đoạn 12 câu 7, cũng đang có một cái chiến tranh từ xưa giờ, chưa bao giờ ngưng. Có nghĩa là từ xưa giờ chiến tranh ở tại Ba Tư vùng vịnh đó, từ xưa giờ cho tới hiện nay vẫn còn chiến tranh. Chiến tranh đó chúng ta không nhìn thấy được, đây mà một cái thế lực ngoài sao. Sau bây giờ chúng ta khám phá chiến tranh nó giống như thế nào nè. Dựa trên sách Khải Huyền đoạn 9 câu 1 câu 2 chúng ta đọc. Thiên sứ thứ năm thổi kèn, tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Ngôi sao ấy được trao cho chìa khóa của vực sâu. Khi ngôi sao mở vực sâu, thì có khói từ vực sâu bay lên như khói của một lò lửa lớn.
Mặt trời và không gian bị u ám bởi khói của vực sâu ấy. Sau bây giờ chúng ta thấy nè, trong vực sâu có khói, từ vực sâu bay lên như khói một lò lửa lớn. Chúng ta thấy mấy cái dầu mỏ nó có gì? Dầu mỏ có một cái lửa bay lên, khói bay lên. Tất cả dầu mỏ ở tại lọc dầu tại đó đó bay lên. Và một trong những việc bay lên, chúng ta sẽ xem, cứ giữ cái câu này nha, chúng ta thấy nhớ cái câu lửa bay lên nha, đọc câu thứ ấy. Chúng ta nhớ thời 90 không? Thời mà Saddam Hussein, đây là một cái chiến trận rất là lớn, nó gọi là Gulf Oil War. Nếu mà chúng ta lớn tuổi, chúng ta coi tin tức hồi xưa đó, là đây là một trong những chiến tranh lớn nhất từ xưa giờ ở tại Trung Đông. Và họ đã làm bể hết tất cả những cái dầu, là mất hết tận về 1.5 tấn dầu ở tại đó, lớn nhất từ xưa giờ. Mà nguyên cái vùng trời đó lúc bấy giờ đó là tối mịt luôn, tối mịt luôn. Mà họ nhìn thấy mặt trăng màu gì? Màu đỏ, Blood Moon. Chúng ta nhớ trong sách Khải Huyền phải không? Blood Moon. Khải Huyền, tôi nói những cái câu này trong Kinh Thánh hết. Khải Huyền đoạn 6 câu 12, nếu chúng ta xem lại vào Joel, hai sách đã nói về Blood Moon. Khi có mặt trăng màu đỏ thì đó là biểu hiện cái sự trở lại của Chúa Giêsu. Đây là biểu hiện của thời sau rốt. Thành ra những cái việc này chúng ta phải thấy nha. Có nghĩa là Chúa ban chúng ta linh, hồn và xác. Đây là cái xác chúng ta nhìn thấy. Chúng ta nhìn thấy những việc này xảy ra không phải tự động. Saddam Hussein là cái đùng một cái đó rồi giành dầu với nhau, không phải. Saddam Hussein rất là giàu, dầu mỏ có rất là giàu. Mà tại sao mà chuyện này xảy ra? Mấy người nói là ok, Liên Xô với Iran, còn Mỹ với Iraq. Đúng. Hồi thứ sáu tôi giảng về gì? Nước Mỹ này là cái thời đại hiện đại của Babylon. Thành ra nhiều người nói ông Donald Trump là Cyrus á. Thời đại của chúng ta bây giờ là cái thời đại của Babylon hồi xưa. Babylon nằm đâu? Babylon nằm tại Iraq. Mỹ đang gì? Bảo vệ, lúc bây giờ Mỹ bảo vệ Iraq, đem Saddam Hussein làm tổng thống. Liên Xô đem gì? Liên Xô đem tất cả lính bảo vệ Iran. Hồi xưa Mỹ đem bảo vệ Iran, Liên Xô, Iraq. Bây sau đó năm 90, Liên Xô gì đổi qua Iraq, Iran, Mỹ, Iraq. Cứ Iran, Iraq, Iran, Iraq. Chúng ta nghe tin tức nhầm, hết đánh lộn bên đây, đánh bên kia. Và Chúa nói gì? Cất cho hai cái cánh đôi đại bàng. Thứ sáu tôi chia sẻ rồi. Khi mà tôi chia sẻ, chúng ta sẽ thấy hai cái này nó liên với nhau. Hai cái đôi cánh có nghĩa là hướng đông, hướng tây. Hướng đông có nghĩa là hướng đông là có nghĩa là tiếng Hy Lạp á. Hồi thời xưa, tiếng Hy Lạp họ đi qua miền đông lại Liên Xô, Rumani, từ nước Rumani đã đi á. Đó là tiếng Hy Lạp, cho nên tiếng Liên Xô nó giống như tiếng Hy Lạp. Đó xuất thân từ tiếng Hy Lạp. Và tất cả tiếng Latin nó đi qua miền Tây. Thành ra bây giờ chúng ta, kể cả tiếng Latin, tiếng Việt Nam, chúng ta là xuất phát từ Portuguese, Thổ Nhĩ Kỳ á, Bồ Đào Nha. Cho nên chúng ta có tiếng từ Latin. So hai bên là hai cái cánh đại bàng. Mà đây là một cái sự kiện xảy ra, trở lại cái câu Kinh Thánh mà chúng ta thấy lửa khói. Khói lửa từ vực sâu bay lên như khói một lò lửa lớn. Lúc đó người ta tưởng đâu tận thế. Nếu mà chúng ta hồi lúc bây giờ chúng ta nhìn thấy cái sự kiện đó xảy ra. Thành ra đây là một cái việc mà chúng ta đã nhìn thấy. Và nơi đó Abaddon đầy. Abaddon đầy. Ok. So bây giờ chúng ta biết tại sao việc này xảy ra. Chúng ta làm gì đây hả? Vùng linh người chết quằn quại dưới kia. Nước và mọi vật sống trong nước cũng vậy. Âm phủ lộ ra trước mặt Đức Chúa Trời, địa ngục không có màn che. Đây là cái hang của một âm phủ. Âm phủ cũng có 12 cửa. 18 tầng địa ngục là chuyện cái gì nó ảo tưởng, họ ghi đó, không có sách vở trên. Đó là ảo tưởng thôi. Ok. Đây có bằng chứng. Ok. Tôi nói điều này để chúng ta có bằng chứng lịch sử chứ không phải nói khơi khơi. Vong linh người chết quằn quại. Cái chữ chết, chữ chết trong tiếng Hebrew là tiếng chữ Rafa. Rafa, chết này không phải là chết, nhưng mà chết với một cách quằn quại, đau đớn. Chết bắn cái rầm, chết.
mà chúng ta chết mà chết dần chết mòn á, nó là quằn quại. Thành ra có nghĩa là gì? Không phải chết, nó chỉ là quằn quại ở bên dưới vực sâu. Ai quằn quại dưới vực sâu? Và trong đây chúng ta thấy nè, khi nói về beneath the water á, là dưới, mấy dưới âm phủ á, gọi là Sheol. Tiếng Hebrew Sheol là địa ngục. Sheol là địa ngục. Và kết thúc là chúng ta thấy nè, một nơi đó, the destruction là Abaddon. Abaddon ở tại, Abaddon ở tại vùng của Kuwait, Iran, ngay cái vùng đảo tại đó. Tại sao bây giờ chúng ta tới thời nay dầu quả vẫn từ chỗ đó nó phun lên? Ở dưới có thể mang quỷ nó đốt làm sao á, nó vẫn phun lên tới giờ này, không bao giờ hết dầu. Ở tại Kuwait không bao giờ hết dầu, mà dầu hỏa tại đó rất là nhiều, tới bây giờ vẫn còn dầu. Mà dưới Kuwait là cái nước rất là giàu. Chúng ta biết người mà Kuwait mà họ qua đây á, họ xài tiền như nước vậy đó, họ quăng tiền rải vậy nè. Tại vì dầu hỏa, ma quỷ nó cho tiền rất là nhiều tại vùng Iran và Iraq. Iran, Iraq, tại sao họ giàu? Dầu hỏa đâu nó từ dưới lên, từ dưới đâu? Ở đây ra. Cho nên chúng ta thấy những cái việc đó xảy ra, dầu hỏa từ đâu? Ở dưới lửa nó đang phun lên. Lửa nó đang phun lên. Thì dựa trên câu hồi nãy chúng ta đã đọc, đọc lại để chúng ta nhìn thấy rõ. Vua của chúng là sứ giả của vực sâu, có tên trong tiếng Hebrew là Abaddon và trong tiếng Hy Lạp là Apollyon. Có nghĩa là gì? The destroyer là sự tàn phá. Đây là việc nó đang tàn phá ở tại vùng Trung Đông, mà vùng Trung Đông ảnh hưởng tất cả trên thế giới đây. Chúng ta biết tại sao bây giờ chúng ta đổ xăng $6, nay lên gần $6 mấy rồi phải không? Ở đó ra đó. Tất cả dầu hỏa nó xuất thân từ đó. Chúng ta đang gì? Đang khổ nạn bởi vì xăng dầu. Có người nói tôi chạy xe điện không sao hết trơn. Đúng, quý vị chạy xe điện. Nhưng mà quý vị ăn tô phở nhiêu? Tô phở nay nhiêu rồi? Mấy chỗ mà bán mà 13, 14 đô á, là bán vốn đó quý vị. Không có lời, họ lời là bán soda, bán khúc quý vị. Mà vô đó ăn tô phở 13 đô là họ lỗ. Thành ra lỗ tại sao? Dầu hỏa nó lên. Tất cả những gì xảy ra trên cuộc sống chúng ta ảnh hưởng duy nhất là dầu hỏa. Mà ảnh hưởng duy nhất của chúng ta lại là Satan. Nó đang tiêu diệt chúng ta. Dầu hỏa, quý vị có chạy xe điện, quý vị vẫn cả gì? Vẫn trả tiền mắc. Nhà vẫn lên, tất cả lên, xe lên, tất cả lên, bảo hiểm lên, nha. Cứ vợ cứ chồng rẻ. So bây giờ chúng ta thấy cái việc này xảy ra, thì dựa trên cái chữ này tôi phiên âm ra chúng ta thấy nha. Trong sách Khải Huyền, hồi nãy chúng ta đọc sách Khải Huyền đoạn 9 câu 11, Abaddon nghĩa là evil angel, là thiên sứ độc ác. Dựa trong cái chữ thiên sứ độc ác mà nó giống như cái từ phát âm ở trong sách Samuel đoạn 5 câu 18 là the giant, là người khổng lồ. Đây, hình này hình thiệt, ok, chứ không phải hình giả tôi vẽ. Người khổng lồ có thật. Họ khám phá rất là nhiều bộ xương nó nằm tại đâu? Iran, Iraq, dùng ba từ. Và dựa trên cái từ đó, ok, nó quằn quại. Hồi nãy tôi nói quằn quại dưới là từ Rafa. Rafa có nghĩa là Rafa em. Từ Do Thái là số, là nó đang quằn quại. Có nghĩa là tất cả những cái linh hồn này, người khổng lồ, Sáng Thế Ký đoạn 6, chúng ta đọc Sáng Thế Ký đoạn 6, người khổng lồ Chúa tiêu diệt mà đem nó xuống dưới, đang nó quằn quại. Chúng ta thấy đây là những cái mà chúng ta phải nhận biết được. Bởi vì sao? Người khổng lồ không phải con người. Nó là một cái thân xác, nó mượn một cái thân xác khổng lồ của tất cả những cái vong linh đang quằn quại trong giữa trong sách Gióp. Sách Gióp 26 đoạn 5. Đoạn 26 câu 5 câu 6 đó. So những vong linh của những người khổng lồ đó làm gì dưới? Chúng ta đôi khi chúng ta nói
thấy thiên sứ. Tại sao bây giờ thời nay người ta rất là thích thiên sứ? Nói, oh, she looks so beautiful like an angel. Họ đang tô vẽ thiên sứ. Và có rất nhiều người thông thờ thiên sứ. Mà chúng ta biết cái sự sa ngã của tà giáo cũng xuất phát từ thiên sứ. Chúng ta biết giáo hội Mặc Môn thiên sứ nào? Moroni. Đi tới mấy cái đền thờ của người Mặc Môn, thiên sứ tuốt trên cao cũng là một thiên sứ. Tại sao chúng ta biết đây là thiên sứ sa ngã? Những việc này xảy ra để chúng ta nhìn thấy không phải thiên sứ nào cũng tốt đâu. Sau dựa trên câu này chúng ta biết Samuel, quân Philistine kéo đến và bủa ra trong thung lũng Raphaim. Bây giờ David cầu hỏi Đức Giê-hô-va, con có phải lên đánh quân Philistine không? Ngài sẽ phó chúng vào tay con không? Đức Giê-hô-va trả lời David, hãy đi lên vì chắc chắn ta sẽ phó quân Philistine vào tay con. Cái chữ Raphaim là Rafa. Raphaim là nghĩa là Rafa. Rafa là sự quằn quại. Mà Rafa phát âm một cái từ nữa của tiếng Do Thái là Sô, là địa ngục. David đánh với ai? Người khổng lồ. Người khổng lồ đó là thiên sứ sa ngã. Cho nên chúng ta biết trong cuộc sống chúng ta đang đánh với người khổng lồ. Những thiên sứ sa ngã, the giant. Tất cả những gì lớn là chúng ta sợ, phải không? Người ta sợ nước Mỹ bởi vì nước Mỹ nó mạnh, có bom đạn lớn. Tất cả gì cũng lớn trơn á. Người Mỹ ăn cái tô nó cũng lớn nữa. Ở Việt Nam ăn cái tô chút xíu à. Cái gì cũng lớn đó. Đấy gì? Chúng ta nhìn thấy cái gì? The greatness, bự, lớn. Là có nghĩa là sức mạnh. Mà sức mạnh nó từ đâu? Không phải đến từ Chúa. Cho nên những gì mà chúng ta thấy lớn, thấy mạnh chưa chắc là điều tốt đẹp. Từ ngữ này tôi kéo ra để chúng ta thấy đây là cái sự quằn quại mà Chúa cho David đánh với kẻ thù không phải là con người, nhưng mà đây là người khổng lồ, the giant. Trước nhất là chúng ta biết Goliath là giant này. À, đó là hơi hơi thôi. Họ nói có những cái measurement đó là cái người khổng lồ lên tới 20 feet. Có nghĩa là lên khỏi nóc nhà này. Rất là lớn. Lớn cỡ đó. Lý do đó mà tại sao Chúa phải tiêu diệt nó. Còn các thiên sứ không giữ vị trí, từ bỏ chỗ riêng của mình, thì Ngài dùng xiềng để giữ họ trong chỗ tối tăm cho đến kỳ phán xét trong ngày trọng đại. So, Chúa đang giữ những người, the giant, the khổng lồ. Nó không giữ vị trí nó. Nó xuống dưới lúc mà xem thấy cái đoạn 6 đó. Nó không giữ vị trí nó. Chúa cho cái sự tự do, bởi vì tự do đồng nghĩa với tình yêu thương. Love cho tự do. Chúa sợ tự do nhưng mà nó không giữ vị trí của nó. Thành ra Chúa phải trói buộc nó. Dựa trong sách Phi-e-rơ nhì đoạn 2 từng rồi chúng ta đọc á. Tharaso nó có nghĩa là đang giam giữ. So bây giờ chúng ta làm gì với thiên sứ? Anh em không biết các thánh đồ sẽ xét xử thế gian sao? Nếu thế gian bị anh em xét xử thì tại sao anh em lại không thể xét xử những việc nhỏ nhặt? Anh em không biết chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời thường. Chúng ta thấy rõ nè. Ai mà thờ thiên sứ đó mà muốn cũng bị xét xử. Tại vì Chúa nói vậy. Sứ đồ Phaolô nói vậy. Chúng ta sẽ xét xử thiên sứ. Chúng ta có quy quyền để xét xử thiên sứ. Thành ra đừng tô vẽ thiên sứ quá cao. Quý vị tô vẽ thiên sứ quá cao mà quý vị muốn trở thành thiên sứ đó, thì sau này sẽ ngồi dưới cái sự phán xét của con người. Chúa cho chúng ta một cái chức vụ rất là cao, đó là xét xử thiên sứ. Đó là ngàn năm bình an. Chúng ta ngồi cai trị với Chúa Giê-xu và chúng ta xét xử không phải loài người không. Con loài người và thiên sứ. Chúng ta xét xử cả thiên sứ luôn. You be the jury duty. Chúng ta làm bội thẩm đoàn. Ai đi làm bội thẩm đoàn biết không? Chúng ta sẽ là những người có uy quyền. Không phải tất cả chúng ta đâu. Nếu mà chúng ta thuộc nó thì I'm sorry, it's not gonna happen. Chúng ta sẽ không bao giờ ở cái vị trí đó đâu. Nếu chúng ta sống không cẩn thận, đây là lẽ thật. Tôi nói điều này có lịch sử. Và quý vị cứ tự do mà Google, tự do tìm kiếm mà khám phá tất cả những việc này.
Tôi đã khám phá việc này, quý vị tức tự do tìm kiếm để khám phá địa ngục nó nằm ở nơi nào. Sau kết luận sáng hôm nay, Abaddon tôi dịch ra thành a bad day. Abaddon có nghĩa là a bad day. If you have a bad day, it's an Abaddon. Chúng ta, it's a good day, a bad day. Một ngày rất là xấu của chúng ta là Abaddon. Vì thiên sứ sa ngã đó muốn tiêu diệt chúng ta. Đây là một cái việc mà chúng ta phải xem lại. Nhiều nhà nghiên cứu, kể cả những người dạy kinh, họ không dám giải thích theo nghĩa đen giống như tôi. Họ có thể bình luận khác nhau. Thì nếu mà chúng ta không dám giải thích theo nghĩa đen á, thì chúng ta sẽ gì? Sẽ đem những cái việc này chỉ là một ngụ ngôn hay là một quyền thoại thôi. Nếu chúng ta không khám phá giải kinh bằng nghĩa đen, thì chúng ta chỉ xem kinh thánh, sách khải huyền này chỉ là một cái ngụ ngôn và quyền thoại thôi. Thì chắc chắn nếu mà chúng ta xem nó ngụ ngôn và quyền thoại, thì chúng ta sẽ thấy họ sẽ tin như này. Một số người nói, ô thiên đàng á, thiên đàng địa ngục có đâu, Đức Chúa Trời không bao giờ để con người, không cho phép con người đau đớn khổ đàng đâu. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Đức Chúa Trời không để chúng ta khổ đâu. Đây là một cái thiết mà chúng ta đang được nhiều người đã khai phóng. Và một số nói là ồ, cái chỗ mà địa ngục á, là bây giờ chúng ta đang sống khó khăn nè, thất nghiệp, thất tình, thất gì đó, đó là khó khăn, đó là địa ngục đó. Đó là một số giải thích. Và một số khác nói những cái cường độ mà địa ngục á, đó là cái cường độ trong cái cách đối xử thôi, chứ không phải là địa ngục đâu. Và một số người cao siêu hơn nữa, thần học gia PhD, họ nói đây là một cái lịch sử cổ đại của Ai Cập, họ khởi xướng ra thiên đàng địa ngục. Bởi vì chúng ta biết lịch sử cổ đại của Ai Cập là lâu đời nhất. Ấn Độ hay Việt Nam, mấy cái lịch sử Tàu, Trung Hoa nè, không có cổ đại bằng Ai Cập đâu. Ai Cập là một xứ tân tiến thời bấy giờ, và họ viết ra những lịch sử. Chúng ta biết những cái formula của toán học này nọ, của physics, tất cả những cái việc trong đó nó nằm ở tại Ai Cập hết. Cho nên những cái việc đó họ nói đây là một cái khởi xướng của người Ai Cập, họ khởi xướng ra có địa ngục với thiên đàng thôi. Nhưng mà đối với chúng ta có dám nghĩ đây là một cái nghĩa đen để tìm kiếm lẽ thật? Tại vì tôi, đối với cái quan điểm của tôi, nếu chúng ta không suy nghĩ theo cái nghĩa đen á, thì chúng ta sẽ đánh mất cái lẽ thường của thế gian. Cái lẽ thường mà Chúa đang nói, khi mà Chúa nói thiên sứ Satan có nghĩa là nghĩa đen, thiên đàng địa ngục là nghĩa đen, có nghĩa là tôi dịch theo gì cái nghĩa lẽ thường thôi. Chúa nói như vậy là như vậy, có nghĩa là lẽ thường chúng ta nghĩ thôi. So, dựa trên cái câu này, chúng ta nhìn thấy địa ngục, chúng ta nhìn thấy lửa nó bay phun lên, đó là nghĩa đen của địa ngục. Dầu hỏa là xuất phát từ địa ngục, nó bay lên, nó bay lên, nó làm sao? Hồi xưa ở nước Mỹ này khám phá ra, đây thợ máy biết, chiếc xe đầu tiên không phải chạy bằng xăng dầu mà chạy bằng gì? Bằng nước. Mà tại sao xăng dầu nó control hết tất cả các máy, kể cả cái gót dài của quý vị á, làm bằng gì? Oil. Cái bóp của quý vị, oil. Cái dài của quý vị, oil. Tất cả plastic, oil. Cái mắt kiến, plastic, oil. Dầu đây. Mà bây giờ nhiều người đang nói là ôi đừng có làm ô nhiễm môi trường, đi ra ngoài đường chặn xe lại. Vô lý phải không? Nhưng mà vẫn làm. Vậy sao? Ngoài sao một cái quyền lực của ma quỷ nó đang làm gì? Nó cho thì nó lấy lại. Chúa cho, Chúa không lấy lại. Ma quỷ nó cho, nó sẽ đòi lại. Cho nên ai tin, ok tôi xin ông thần này, ông thần kia, ông cho, ông sẽ lấy lại. Nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời chúng ta cho không lấy lại. Vương quốc thiên đàng là giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý. Khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền đi bán mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy.
Bây giờ chúng ta khám phá thiên đàng được không? Thấy địa ngục thì phải có thiên đàng. Thì Chúa cũng nói trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ. Chúa nói nếu mà chúng ta đã khám phá tìm ra như một cái viên ngọc, thì người ấy liền gì? Quickly. He sold everything. Bán tất cả để tìm cái viên ngọc đó. Đó là Chúa đang nói về thiên đàng. Chúng ta nếu khám phá thiên đàng có thật thì chúng ta phải bỏ tất cả. Bỏ tất cả tài sản, tất cả con người của mình, tất cả những cái tôi của mình. Bởi vì chúng ta đến với Chúa, chúng ta không phải đến với một cái nhà thờ. Chúng ta không phải đi vô đạo để cho mọi người thấy tôi có đi để cho nó vui, cho nó sơm tụ, tôi đi nhiều chỗ này chỗ kia để cho nó sơm tụ. Không, chúng ta đi thờ phượng Chúa bởi vì chúng ta khám phá một viên ngọc. Mà hội thánh này có bao nhiêu viên ngọc? Giơ tay lên giùm. Giơ lên. Viên ngọc. Thánh ngọc, giơ lên. Có chiếc ngọc trong đó. Ai có chiếc ngọc trong đó? Giơ lên. Chúng ta thấy không? Có tên nào hơn cái tên ngọc ở tại đây không? Vậy thiên đàng ở đây phải không? Vậy thiên đàng ở đây phải không? Tôi đàn ông chứ không thôi tôi đổi Trương Trung Ngọc Tính luôn. Thì sách Giáo Quyền Chúa cũng nói điều này. 12 cửa làm bằng 12 viên ngọc trai, mỗi cửa là một viên ngọc nguyên khối, đường trong thành bằng vàng ròng trong như thủy tinh. Chúa Giêsu đã nói trước rồi, nếu còn khám phá được viên ngọc pearl, nó có giá trị, thì con bỏ hết tất cả. Con bỏ tất cả những cái gì mà cái quá khứ của con bỏ cái tôi của con bỏ sự kiêu ngạo của con bỏ hết tất cả những cái thần mà đã xúi con đi sai đường. Chúng ta chỉ đi một đường, đó là viên ngọc của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, đó là cánh cửa thiên đàng. Một là chúng ta lên thiên đàng. Trung tâm của thiên đàng là gì? Đó là vườn Ê-đen. Chúa đem 12 cổng đó. Đây là thiên đàng Jerusalem mới. Thành có tường lớn và cao với 12 cửa. Tại các cửa có 12 thiên sứ. Và trên các cửa có viết tên 12 bộ tộc của dân Israel. Phía đông của thành có 3 cửa. Phía bắc có 3 cửa. Phía nam có 3 cửa. Phía tây có 3 cửa. Kinh Thánh viết thiên đàng có 12 cửa, không phải 12 tôn giáo khác nhau. Tôi không khéo gì tin tôn giáo gì, nhưng mà đây là nói về thiên đàng. Chỉ có 12 thiên sứ đứng trước cái cửa ngọc. Chúa không nói điều nào khác ngoài điều này. Cho nên bây giờ tôi xin hỏi mọi người, chúng ta đã khám phá, đây là lời của Đức Chúa Trời, đây là lời xác quyết. Nếu chúng ta vẫn giữ những việc mà chúng ta đang có, chúng ta hãy bỏ đi. Bởi vì những việc đó nó không có bằng chứng. Những việc mà chúng ta đang đi theo, những cái quan điểm chúng ta đi theo, nó không có bằng chứng. Khám phá đi. Có những lịch sử mà nó không có bằng chứng, nhưng mà đây lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Không phải chỉ một tác giả viết. Khoảng bao nhiêu tác giả? 40 tác giả viết một quyển Kinh Thánh. Chưa có một quyển kinh nào viết trên 40 tác giả. Tất cả tôn giáo trên thế gian này chỉ có một tác giả thôi. Chúng ta nên nhớ điều này. Tôn giáo trên thế gian này chỉ có một tác giả, và những người khác chỉ phụ đề trong quyển kinh đó thôi. Nhưng mà chỉ có lời của Đức Chúa Trời, 40 tác giả đó, 40 tác giả đó nói về một điều duy nhất, đó là đến vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôn giáo dạy chúng ta ăn hiền, ở lành, làm điều tốt rồi ngừng. Chưa đủ cái gì hết. Tốt là như thế nào? Hiền là như thế nào? Tôn giáo không đem chúng ta lên thiên đàng. Chỉ có một con đường duy nhất, đó là chúng ta tin vào Chúa Giêsu mà Ngài đã từ cõi chết sống lại, mà địa ngục đã có rồi, nó đã mở cánh cửa ra, nó đã tiêu diệt 1/3 trên đất rồi.
chúng ta là những người đang lay ấp nó sẽ tiêu diệt. Nhưng mà có huyết của Chúa Giêsu, thời Israel, chúng ta biết khi mà họ đi ra khỏi Ai Cập, họ làm gì? Có huyết trên cánh cửa thì thiên sứ tàn ác không thể tiêu diệt được. Nếu chúng ta không có huyết của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta còn sống tại đây phải không? Còn sống tại đây có nghĩa là chúng ta đang có huyết của Chúa Giêsu. Cơ hội COVID sẽ tới nữa. Chúng ta nên nhớ, người ta đang nói là COVID nó đang tới nữa. Chúng ta không có huyết của Chúa Giêsu thì tôi nói xin lỗi, tôi không cầu nguyện được. Quý vị sẽ đi vào quả ngục. Nếu mà chúng ta có huyết của Chúa Giêsu, nó giết thân xác này, nhưng mà chúng ta sẽ sống lại. Giô-na Chúa cho sống lại, La-sa-rơ Chúa cho sống lại, mà chính Chúa Giêsu Ngài sống lại và Ngài thăng thiên. Câu hỏi sáng hôm nay cho tất cả mọi người, hãy sống đẹp theo ý Chúa chứ không phải theo ý một giáo chủ nào cả.